Rồi, shop đồ coi anh 7 xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 12. Em sẽ lên kỳ là kỳ 257 nha anh em. Thì kỳ 257 này em chỉ lên là máy thôi. Đó, thì máy hôm nay là em phân ra máy là máy kỳ này là máy cũng to nha anh em. Máy cũng to nhiều quá, size tầm khoảng cỡ là 2000 ăn lên nha. Đó. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Nó có hai con cối nông mô bình sống luôn ha. Còn bữa nay là có ba con cối nông mô bình sống, còn có ba con cối nông mô bình chết nằm ở trên đó đó ha. Đó, tại vì em phân ra hai kỳ em lên cho anh em. Đó, tại máy bữa nay về nhiều. Đó, ở đây là máy của kỳ tới đây ha, kỳ ngày mới. Đó, ngày mới là em sẽ lên mấy con máy này nè. Chủ yếu là máy size là vừa size nhỏ ha. Đó, size nhỏ với vừa. À, để cho anh em đánh lùa đó. Đó, kỳ này thì anh em chơi ngâm thì nhiều ha. Rồi, ok. Lên đồ nha anh em nào chốt đơn thì điện thoại, số điện thoại em ở đây ha, hoặc là kết bạn Zalo. Đó, Zalo em bị đầy thì anh em cứ nhắn tin vô nha, bình thường nha, gọi điện cũng vẫn được. Đó, bình thường. Rồi. Ha. À, phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn nha. Anh em nào chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Rồi anh em nào chưa đăng ký thì mình đăng ký kênh ở đây ha. Rồi, mã số 1 nha anh em. Đây, mã số 1 thì cái này là em lên kỳ trước của cần rồi, nhưng mà nó còn một còn lại một cây nè, hay còn lại một bộ nè. Đó, bữa nay là em giảm giá cho anh em chơi nha. Đó, bộ này là một cây cần, cây này chất liệu là chất liệu phíp nha anh em, mà phen bát là phen bát Bushi. Đó, phen bát Bushi. Cây này 3.9 DX, cứng tầm khoảng cỡ là 25 ha. Đây. Cây này bộ phen đẹp lắm, mới ken luôn. À, đọt nè. Thấy không? Đó. Phíp mà nó sơn với nó là bóng luôn. Cây này hãng của hình như là New GS Sup ha. Dòng New GS Sup, cây này hãng của Korea Sup luôn nha anh em. Thì thông số của cây này là cây này thông số là nặng là 450g, đọt là 2.6 nha, gốc 28. Đó. Cái con máy là cùng một con máy Suzumi nha. Con này size của nó là size con này size to lắm anh em. Con này size tầm khoảng cỡ 10.000 ha. Con này size tầm cỡ 10.000. Con này có 5 mô bin chết nha. Có 5 mô bin chết. À, máy hoạt động rất là mượt luôn. Còn con máy còn rất là đẹp nha anh em. Nè, con máy đẹp lắm. Cái cối là cối carbon ha. Cối này cái họng này nó nó mạ bóng luôn anh em. Ha, bóng này anh em ra dây rất là tốt nha. À, không có gói dây cho anh em. Đó. Phen ra dây còn ok luôn. Con này hàng Korea Sup nha. Đấy thì thông số cây này là mã số 1 nha anh em. Cái nào quay mã số 2, mã số 1 nha. Bữa nay bữa hổm em lên 950 nha. Bữa nay em giảm cho anh em còn 850 nha. Mã số 1 này 850k ha anh em. Rồi, tới mã số 2. Đây. Mã số 2 là một con máy hàng, con này hàng Korea nha anh em. Đây có là có kim loại luôn ha. Đó. Quá ok, con này kháng lắm. Mấy con này hình như em lên nhiều lắm rồi nè. Dòng này hình như một là Korea Sup, hai là China Sup nha anh em. Đó. Con này nó nè, mấy cái form này giống mấy con Shimano ở đây qua đúng ha. Nè, mấy cái form nè, phen AJ bằng thao luôn nè. Anh em đánh BE luôn được nha. Dòng này dòng lua nha anh em. Đổi tay trái phải bình thường. Thân hình còn khá là sáng nha, có xước ở đây. Chứ bị muối ăn cái muối nó đóng gỉ xanh cái bon này anh em. Nghe vậy anh em vệ sinh lại thôi. Thì đổi tay trái phải, tay quay kim loại luôn ha. Cái núm còn rất là đẹp nè. Đó, máy quay thì khỏi chê. Rất là mượt ha. Thì con này size của nó thì con này chạy hai mặt đạn. Thông số cước là con này size là bằng 3000 Shimano ha. Rồi cước số 3 vào 150m, cước số 4 vào 100m ha. Chạy hai mặt đạn luôn. Đó. Ăn đồ mấy ơi. Đó. Thấy không? Mà chạy rất là mượt luôn. ABS luôn ha. ABS chống đau ngược luôn. Thì con này có giá mà là mã số 2 ha. Mã số 2 thì rất là rẻ anh em, có 300k thôi nha. Rồi, tới mã số 3. Đây, tới mã số 3. Mã số 3 được một con. Đây, cái, anh em thấy nó kết hợp hay à. Đây. Nha. Đó. Nhìn thấy không? Cái màu vàng này nó làm hoa văn họa tiết rất là đẹp ha. À, bên đây thì đó. Thì con này nghĩ là hàng Trung Sức nha anh em. Con này nhìn cái form giống hàng Trung Sức. Hãng thì ASI 3000 ha. Con này ASI 3000.
đây, quanh chút gì nè. Thì thông số con này đi ha. Con này một là hàng Korea, hai là hàng China xuất nha. Thì thông số con này là Gatio là 5.2. Ui, con này chạy 4 bậc đạn anh em ơi. Đó, anh em nào thích nhiều bậc đạn thì lấy nha. Con này chạy tới 4 bậc đạn, 4 ba bình ABS luôn ha anh em. Dòng này con này có ABS chống đau ngực luôn ha. Đây, máy quay siêu nhẹ luôn. Đó, con mấy dòng này là anh em có thể đánh lua được rồi. Đây khoen cả dây nó bằng thao nè, con xây luôn nè. Thì xước xác thì đây, đây có xước nha. Con này xước đít nè. Ha. Đó, xước ở đây nè, vòng vòng đây nhâm ở đây ha. Nó chỗ nào có xước em chỉ nha. Anh em nói chung là anh em cứ nhìn con máy thật là kỹ anh em ha, chốt nha. Anh em nhiều anh em khó tính á, nó xước rồi cái anh em không có chịu lấy. Đó. Anh em chốt rồi cái nhìn anh em về anh em nói xước nhiều quá anh em không chịu nhận cũng tội em. Đó, nhìn cho kỹ đi rồi mình ha chốt hàng nha. Đây. À. Ok nha, họng bon thì còn sáng trưng luôn. Con này size 3000 luôn nha anh em. ABS chống đau ngược luôn. Máy quay nhẹ quá, nhẹ chạy 4 mặt đạn mà. Thì con này giá chỉ có là 350k thôi anh em. Mã số là mã số 2, mã số 3 nha. Con này mã số 3, 350k. Rồi, mã số 4 đây. Con này anh em bữa nay là chút nhanh thì còn ha. Một con Abu. Nè, một con Abu Cardinal nè. Nè, Cardinal. Đó. Đây Abu. À, mới nó mới lắm ha. Con này mới tầm 80% ăn lên. Mới keng luôn. Đó, có dây sẵn luôn, có là cối carbon ha anh em. À, thân hình là toàn full carbon ha, tay quay kim loại. Abu Cardinal. ABS chống đầu ngược luôn ha. Máy quay rất là nhẹ anh em ơi. Nhẹ hiu à. Đó. Thì size cũng là size 3000 luôn nha anh em. Con này size nó cũng là size 3000 luôn ha. Mô binh sống đổi tay trái phải luôn. Thông số cước là con này sao nó không để thông số cước ta. Cước không có để thông số cước anh em ơi. À, nó để chỉ là không chấm thôi hả? Hình như con này thông số cước của nó cước 3 vô cũng tầm khoảng rồi nhiều ha. Con này cước 3 vô 150 đến 200m nha anh em. Nè. Ô, chạy 5 brin luôn anh em. Ha, 5 mặt đạn luôn ha. Ồ, quá ngon rồi. Nhẹ hiều luôn anh em, nào lua thì lấy nha anh em. Đó, thì giá cũng rất là ok cho anh em luôn. Con Abu giá có 500k thôi nha anh em. Đó. Rồi, mã con này là mã số 4 nha. Mã số 4 này 500k ha. Rồi. Ok. Cái mã số là mã số 5 ha. Đây, mã một sợ mã số 5. Mã số 5 bữa nay về được một con đây. Con này con gì 3000 đây. Một con Daiwa ha. Một con Daiwa Việt Nam nha anh em. Daiwa Việt Nam xuất Nhật ha. Con này tên nó là gì ta? Oblige pin gì đó. Đó. Thì một con này đai qua ha, size 3000, dòng lua ha, cước số 3 vào 200m, cước số 4 vào 150m ha. Đó, cái họng có gì vào dây bằng size 4000 của thằng Shimano luôn nha anh em. À, tổng thể thì còn khá là sáng. Xước thì có ha. Đây xước này, xước nhâm thôi. Đó, chỉ là xước nhâm thôi anh em. Có là có kim loại luôn, ABS luôn ha. ABS chống đau ngực nha anh em. Đây. Máy quay siêu mượt luôn. À, anh em chờ em xíu nha. Rồi, đây. Nha, chỗ này có xước này ha. Tay quay kim loại ha anh em. Có là có kim loại luôn. Đó. Nè, còn sáng trưng anh em nào lưu thì lấy nha. Cái dây là quá là ngon luôn nè. Gặt cặc cặc luôn. Đó, ABS chống đầu ngược đổi tay trái phải luôn ha. Thì con này dòng Daiwa Việt Nam ha. Giá của nó nè, bữa nay giá quá là tốt luôn anh em. 450k thôi. Lấy nhanh thì còn nha anh em. Đây. Nhà tay. Đó.
Đó. Thì rồi, con này là mã số, là mã số 5 ha. Mã số 5. Giá của nó là 450k thôi. Rồi, tiếp theo. Mã số 6. Đây, tiếp theo mã số 6 là về một con Daiwa tiếp. Con này Daiwa Thái Lan ha. Hàng Thái Lan xuất Nhật nha anh em. Đây, mới chát luôn. À, thông số của nó đây. Con này cước số 4 vào 200m nha, cước số 5 vào 150m, cước số 6 vào 120m. À, thông số cước thì vô cũng khá là nhiều ha anh em. Con này size 4000 anh em ơi. À, con này size 4000 ha. Quá đẹp phải không? Rất là mới luôn. À, đây, khoen ra dây anh em nhìn cái khoen ra dây anh em biết rồi. Sáng bóng rồi không? Đây. Mô bin sống nha, đổi tay trái phải luôn. À, đổi tay được trái phải. Máy quay thì quá ok luôn ha anh em. Đó. Dạ đây. Đó, con này anh em về câu ngâm lăn xê khỏi chê. Mã số con này là mã số 6 thì giá của nó là 370k ha. Đó. Rồi, tiếp theo lên trên. Đây, lên trên này cho anh em coi mấy con máy trên. À, hôm nay được về ba con máy Sinos. À, hàng Sinos anh em thích lắm ha. Đây, Sinos mã số 7 và mã số 8. À, 7 và 8 là giống nhau ha anh em. Hai con Sinos SS 1000 ZM size thực là 2000 ha. Hai con này size thực là 2000. À, máy Sinos anh em biết rồi, Sinos nó vừa mạnh vừa trâu bò mà nó chạy nó mượt. Đây, thì hai con tổng thể thì còn khá là sáng nha, xước thì có xước nhâm thôi. Đây, xước nhâm thôi. À, mô bin sống nha, đổi tay trái phải hết nha anh em. Đó, thì tổng thể của nó đây. Đó, anh em nào chốt thì mã số 7 và mã số 8 nha, size 2000. Sinos thì là hàng của Japan này. Đó, made in Japan thì giá của nó là 320k một con thôi anh em. À, đây, còn giá là sáng luôn. Đó, mã số 7 và mã số 8 ha, giá của nó là 320k một con. Rồi, tiếp theo là mã số 9. Đây, mã số 9 cũng là một con Sinos nữa anh em. Nhưng mà con này là con Sinos này nó size nó to hơn. SS 2000 ZM. Đó, SS 2000 ZM thì size thực có tương đương là size 4000 của Shimano ha. Đây, bằng trang con Shimano 4000 luôn nè anh em. Đó, con Shimano 4000 là con Holley Spin đó. Đó, size 4000 ha, thì thông số cước thì cũng như nhau thôi. Cước số 4 vào 150m, cước số 5 vào là 110m ha. Đó, thì con này có xước sát. Con này xước sát cũng khá là nhiều nha anh em. Đây, xước nè. Hoạt động thì quá là ngon rồi. Đây, xước nè. Ha, dưới đây xước nè. Đó, anh em xem kỹ nha. Nó có xước đó. Đây, xước nè. Ha, nói chung là xước sát có. Thì tổng thể thì còn cũng ok. Nè, quen ở dây. Cần gạt thì quá ngon rồi. Đó, máy quay thì khỏi chơi. Sinos thì nói chung là anh em quay rất là nhẹ nha. Sinos Japan ha, thì con này giá chỉ có là 380k anh em, size là size 4000 ha. Đó. Rồi, mã số con này là mã số 9 luôn nha anh em. Mã số 9 380k. Tiếp theo mã số 10. Đây, mã số 10. Dòng này anh em thích lắm nè. Dòng Holley Spin nè. À, bữa hổm giờ em lên là anh em chốt quá trời con này luôn nè, mấy kỳ máy trước. Holley Spin 4000 ha, tổng thể còn sáng. Xước thì có ha, xước nhâm thôi, xước xét nè. Đây nè, đích trước nhâm mà tổng thể còn sáng lắm ha. Holley Spin 4000 ha anh em. Nhà mua bên sống đổi tay trái phải luôn nha. Tay quay kim loại. Này, tay quay còn máy chát nè. Ha, máy quay thì khỏi chơi. À, con này còn cái lưỡi gà kêu luôn. Anh em nào không thích kêu thì không thích tiếng kêu e thì anh em mở cái này ra ha, mở cái thân này ra, anh em bỏ cái lưỡi gà. Bỏ lưỡi gà là hết kêu. Đó. À, có tiếng kêu vậy đã anh em. Bỏ chi. Đó, sáng trưng. Thì con này size của nó 4000 ha. Mã số là mã số 10 nha anh em. Mã số 10 này giá của nó là 380k anh em. Con này sản xuất ở Singapore ha. Dòng này có ba nước sản xuất, dòng này nè. Mã Lai, Singapore và Japan ha. Rồi, ok, dòng Shimano. Rồi, mã số 10 cho mình, mã số 11 ha. Đây, mã số 11, một con ISO giá rất là rẻ luôn, có là kim loại luôn nè.
À, dòng ISO dòng thắng tay mà có kim loại là khá là đắt tiền nha anh em. À, bữa nay con này nói chung là giá rất là tốt luôn. À, một con máy đây xước xác có nha, xước nhầm thôi. Đây xước xác. Khuyên là gì? À, mấy con thắng tay thì nó là bobin chết hết nha anh em. Máy quay rất là mượt luôn ha. Thì con này có một cái là cái núm của nó nè. Cái núm của nó thì nó bị sứt một miếng nè ha anh em. Nó sứt một miếng nè. Nó mẻ miếng nè. Nói chung là không quan trọng nha anh em. Anh em cầm nắm bình thường nha. Không có gì hết. Đây. Còn sáng lắm, con này sáng cực kỳ luôn. Đây. Con này được sản xuất ở Korea nha. Dòng này GUB được sản xuất ở Korea. Đây, con này đặt. Đó. Nha. Con này cái nó chế độ nó thấy nó cái chế độ của chế đảo ngược này nè anh em, gặt ha, anh em nào chơi gọi thì anh em biết nha. Đó, anh em bóp cái này thì anh em trả lại ngược của nó là cái đồ cho ngược của nó không có không được nè, đúng không? Đó, đầy cao ha anh em, dòng đầy cao thì nói vậy ha, chứ không phải anh em nó quay về anh em bóp là nó ngừng nha, không phải đâu. Thì khi nào mà dòng cá nó chạy thì nó xây cái này, anh em buông tay ra xây cái này anh em bóp lại thì nó không có cho anh em. Cũng như là cái bon như nè, nó như là nó cái bon nó hãm rồi như nè, cái này nè cứng nè ha, nó trả ngược nè. Thì khi mà kéo cá nó kéo á thì tất nhiên nó phải đi cái này đi ngược về rồi. Đó, cái này phải đi ngược về gì nè. Thì nó anh em bóp cái cò này nó sẽ đứng lại nè ha, đứng lại nè, nhả nhấp nhả nè. Nói chung anh em biết xài thì anh em xài dễ lắm, chưa biết xài mình tập ha. Đó. À, cái chế độ này nè, nó không có trả lời, nó không có thắng luôn nha anh em. Mà nè, nó có độ trơn nè, nó có độ cứng. Đó. Chế độ bình thường nè, nó cũng xả về lui đầy được nha, nhưng mà nó cứng nha anh em. Đó. Thì anh em bóp cái cò này xuống rồi nó đứng nè, cứng luôn nè. À, cũng như là nó xài bon hết, nó xài thắng hết á. Ai rất là mượt nha, siêu mượt luôn. Thì con này size 3000 nha anh em. Con này size 3000. Mã số là mã số 11 ha. Giá của nó là 800k thôi. Rồi, tiếp theo. Mã số 12. Lên xuống nha. Mã số 12. Đây, tới lên đây là máy to rồi nha anh em. Trên đây là máy size tầm khoảng cỡ là 6000 ăn lên rồi ha. Đây. Con này hàng Trung xuất ha anh em. Trung hay là Korea gì đó, nhưng mà cái form của nó nhìn cũng hầm hố lắm ha. Đó. Xước xác thì có ha. Đây, chốc tiền thôi, chốc cái lớp xi thôi. Chứ không có gì hết, chốc lớp xi thôi. Đây. Thì con này thông số của nó đâu. Tiếng vang còn ha, chạy hơi nhỏ thôi. Con này chạy tới 5 bậc đạn lên em. Đây, 53 Brin ha. Con Dynasty 4000 ha, size thật là 6000 nha anh em. Con này size thật của nó là 6000. Thông số cước này, cước số 6 vào 170m, cước số 7 vào 130m ha. Quá là ok luôn, mô bin sống cái họng là có một cái miếng thao này để cho chống chày á. Nè, phen cái dây nè, anh em có thể đánh dù thoải mái. ABS chống đâu ngược đổi tay trái phải luôn ha. Này ABS luôn nè. Quá mượt anh em ơi. Chạy 5 bậc đạn mà. Đây. Xe cũng to lắm nha. Con này giá rất là tốt luôn nè. 5 bậc đạn có giá có 550k nè. Mã số là 12 ha. Xe 6000. Đó, xe thật là 6000 ha. Đổi tay trái phải luôn. Đây. Đó, anh em nào không quan tâm đến suốt này thì anh em chốt nha. Rồi, mã 12 xong rồi, mã 13 đây. 13 lâu lắm rồi mới thấy đây. Quá trời lâu rồi mới thấy được con này rồi. Mà nó còn mới gì cũng hiếm nè. Một con dòng Whisker Sport, Daiwa Whisker Sport. Con này hàng Japan nha. Con này nó bị mẻ xíu, cái đế này không có sao nha anh em. Nói chung là không có ảnh hưởng gì hết nha. Anh em vô bát rồi thoải mái bình thường không sao hết. Đây. Carbon.
thân là carbon ha. Cái con này có nhông chất khới như nè. Nhông của nó là nhông đồi chất khới á, đánh lên đánh xuống. Rất là mạnh. Thì con này hàng Daiwa Whisker Sport. Mới chát hay không? Mới qua mới luôn nè. Đó. Con này size của nó là size 6.000 luôn nha anh em. Con này size cũng là 6.000 luôn. Con này có ti chơi lực luôn ha anh em. Đây. Đây có cái vòng. Có cái vòng, cái vòng đó chơi lực á. Vừa chơi lực vừa là cái tiếng vàng luôn nha. Nha, vừa chơi lực vừa tiếng vàng luôn. Đó. Dòng carbon Whisker GS. Đây. Đây qua máy Injaben tay quay kim loại núm gỗ luôn ha. Máy quay rất là mượt anh em ơi. Nha. Máy quay mượt lóc nhẹ nhẹ te luôn. Ha. Thì con này mã số là 13 ha. Mã số 13. Giá của nó là 850k anh em. Ha. Chỉ có 850k thôi. Rồi, mã số 14. Đây, 14. Tiếp theo là một con máy rất là ok luôn. Con này em bán giá phải nói là quá tốt luôn anh em. Anh em cứ tham khảo con này ha. Một con Daiwa Emblem 4000 IT ha. Emblem 4000 IT. Size của nó là size 6000 ha. Đây, cước số 5 vào 200m, cước số 6 vào 150m ha. Dòng Emblem Z. Made in Japan luôn ha. Đây, ABS luôn ha anh em. Dòng này có ABS. ABS chống đầu ngược luôn, cũng vẫn là có ti cho lật luôn ha. Cái phèn chưa? Đây. Đó. Tiếng vang còn ngon lành ha. Đây khoen cả dây nè, anh em nhìn cái khoen dây bằng thao à. Đánh dù thoải mái luôn. Phơm này còn đẹp lắm ha. Quá đẹp luôn. Có xước nè, cái tay có xước ở đây xíu nha. Ở đây cũng có xước nè, xước nhâm anh em. Đây. ABS chống đầu ngược đổi tay trái phải luôn ha. Máy quay mượt quá mượt luôn. Đây. Nè. Đó, thì rồi, con này mã số là 14 nha. Size 6.000, giá của nó là 1.2 nha anh em. Hàng Japan luôn, Emblem Z. Yes. Rồi, tới mã số 10. Rồi, tới mã số 15. Đây, mã số 15. Một con Shimano Hoide Spin nha anh em. Đây, Shimano Hoide Spin. À, con này có xước nha. Đây, con này còn cũng tổng thể còn cũng khá là sáng. Nhưng mà có xước. Đây. Đó. Xước xác, xước nhâm thôi anh em. À, tổng thể còn khá là sáng rồi đó. Đây, đổi tay trái phải mô bin sống luôn ha. À, máy quay rất là mượt. Đây. Đây con này bữa hỏng em lên là tới 650 luôn, bữa nay giảm cho anh em. Đây con này có xước nhâm. Để cho anh em là 600k thôi nha. Đây, máy vẫn là Japan luôn ha anh em. Vẫn là máy in Japan luôn. Để cho anh em 600k thôi. Rồi, mã số là mã số 15 ha. Size 6.000. Rồi, tới mã số 16. Đây. 16 tiếp tục là một con Abicho luôn. Abicho, nhưng mà con Abicho này á nó có xước và nó mắc một bình tem. Đây nó mắc một cái tem, nó nhìn nó hơi xấu con máy ha. Nên con máy này giá bữa nay rẻ lắm anh em. Nha, máy này hôm nay giá là giá rất là tốt luôn, Abicho. Đây, Abicho thì nó có ABS nha anh em. Dòng này nói chung anh em là không quan tâm mà chế độ xấu đẹp của con máy á thì anh em lấy nha. Abicho 6.000. Đây, bộ bình sống đổi tay trái phải dù này. Dù này anh em nào chốt được là anh em lấy nha. Em không có lấy ra đâu. Đó. Phen gà dây đây. Phen gà dây nó hơi dơ thôi anh em, chứ không phải rỉ nha. Giờ anh em vệ sinh là ha. Cái phen gà dây nó bị dơ thôi. Đó. Đây, nó bị mắc một cái tem thôi. Đó, cũng vậy thôi. Bình thường. Đây. ABS chống đầu ngược luôn. Đây. Rồi, con này để cho anh em giá là mã số 16 nha. Con này hàng xuất Malaysia, giá chỉ có 570k à. À, con này có 570k, bữa hổm con này con
đủ tem là anh bán cho 750 luôn đó. Rồi tiếp theo mã số 17. Đây 17 là một con máy, một dòng lông lông spin, dòng lông két đó ha, dòng lông cát đó, lông cát spin đó. Con này tên của nó là lông lông sprinter XT2000 nha, khá là to. Nó XT2000, dòng dòng này XT từ 2000 trở lên là nó đã là Korea sản xuất nha anh em. Đây là lông cát spin. Tiếng kêu hơi to xíu. Con này hình như nó không có kêu hay sao ta. Con này không có tiếng nghe hay sao. Cây này chắc bị chịt lưỡi gà hay gì. Bị chịt cái lưỡi gà trong này. Để nữa em kiểm tra lại ha. Chứ nó kêu gì là. Hình như là không phải của nó. Nó bị chịt lưỡi gà ở trong hay sao á. Đó. Thì máy cũng rất là mượt nha. Máy quay cũng ok lắm. Anh em nào thích e thì để vậy thôi. Còn không thích thì em làm lại cho. Đó, thì con này thông số của nó đây. Thông số cước là con này cước 7 vào 170m, cước 8 vào 140m ha, cước số 6 vào 200m. Thì con này size của nó là size 7000 ha nè. Đây, thanh gặt quá ngon, phen dây cũng quá ok luôn rồi. Hàng là Korea ha nè, hàng Korea xuất Nhật ha. Dòng này cũng bự bự luôn rồi. Thì rồi, ok, con này giá của nó là 600k ha. Con này mã số là mã số 17 nha anh em. 16 17, đúng rồi. Con này mã số 17 nha, giá là 600k thôi. Rồi, mã số 18. Đây, tiếp theo một mã số 18, dòng này phải nói là nó mượt á anh em. Dòng này anh em mà đánh ngâm lăn xê thì thôi khỏi chơi luôn. Con đai qua XT300M ha, dòng này chạy bằng mặt đạn rồi. Dòng printer mat 3000, size thật của nó. Con này size thật của nó là 8000 nha anh em. Con này size tầm có 8000 luôn ha. Cước số 7 vào 200m, cước số 8 vào 160m luôn ha. À. Phần của nó cũng gọn lắm anh em. Máy quay quá là ok, nhà te. Em thích cái dòng này nhất. Dòng này nó quay nhẹ mà nó mượt sao. Đây, hàng sản xuất ở Taiwan nha anh em. Daiwa Taiwan, giá của nó là con này giá là 580k anh em. Mã số là mã số 18 ha. Rồi, cái mã số 19. Đây, mã số 19 là một con máy này to ha. Máy to. Đây. Con này khá là to, con Ryobi. Form còn cũng khá là sáng nha anh em. Toàn thân là carbon luôn. Con này toàn thân là chuẩn carbon luôn anh em. Dòng chạy bật đạn ha. Ryobi carbon win 5000, thì 5000 này size tầm 10000 nha. Con này size thật của nó là 10000 ha. Ratio là 4.3. Cước số 10 vào 180m ha, cước số 8 vào 220m. Phen dây thì bằng sứ luôn. Con gặt quá là ngon, hàng Japan luôn ha anh em, mắc in Japan. Đây, máy quay nhẹ tay luôn. Rất là nhẹ ha. Tay quay là kim loại nha. À, tay quay thì có bị xước nhầm với muối ăn nhẹ nha. Đây. Đó. Xe 10.000 Ryobi Japan. Đây, Japan đây. Thì con này giá của nó là chỉ có 800k thôi nè. Con này 800k thôi ha. Mô bình sống nha. Đổi tài che phải luôn. Rồi ok nha anh em. Mã số là mã số 19 nha. 19 này 800k. Rồi tiếp theo là mấy con cối nông. Đây, bữa nay là lên cối nông cho anh em nhiều nè. Cối nông sống, cối nông chết có đầy đủ. Đây. Tiếp theo là hai con. Con 20 và con 21 này giống nhau ha. 20 và 21 giống nhau. Một dòng cối nông emblem. Emblem X. À, emblem X 5000BT. Đó, chạy là 3 bạc đạn ha. Hãng Daiwa, hãng Daiwa Japan luôn anh em. Đây, đây qua da bên. Thân hình còn quá là sáng luôn. Thì thông số cước của nó, cước số đây, cước số 7 vào 240m, cước số 8 vào 200m nha. Cước số đâu,
không anh em ơi, cước ở trên đây khác nha. Cước ở dưới đây mê cước chuẩn nè. Con này cước là cước số 8 vào 250m, cước số 10 vào 200m, con cước số 12 vào 170m. Con này size tầm 10-12 ngàn ha. Con này trên 10 ngàn. Con này size cỡ 12 ngàn ha anh em. Đây. Mô bin sóng đổi tại trái phải nha, máy quay nhẹ te luôn. Hàng còn sáng đẹp luôn nha. Rất là sáng luôn. Đó, có nồng mô bin sóng nè. Đây, mô bin sóng nha nè. Thì hai con y chang nè, 20 với 21 y chang luôn. Đây, 20 với 21 thì hai con y chang nè. Đó, anh em nào chốt thì giá là 1.600.000 một con ha. 20 với 21 nha nè. 1.600.000 một con. Đây, emblem. Nhà tên luôn, hai con y chang nè anh em. Rồi. Tên mã số 23. 20 21 tới 22 ha. Con này số 22, một dòng là có nông nữa. Có nông này có ABS luôn nha. Có nông mô bin sống luôn nha anh em. Dòng này dòng Korea quá. Dòng Korea hoặc là Trung xuất Nhật ha. Mà Korea xuất Nhật chỉ có hai nước là tại nó không đẩy nước sản xuất. Thì con này của nó là Phantom ha. LR6000. Con này size cũng to lắm nè anh em. LR6000 ha. Con này cứ vô này cước ni lông ha. Lai cáp. Con này có nông ha. Cước số đây, cước ni lông. Số 8 vô 100m ha, số 6 vô 200m. BE. Anh em nào đánh BE thì nó có thông số BE luôn. BE số 4 vào 250m, số 5 vào 200m, số 6 vào 150m ha. Đó, mô bị sống luôn nha. Đổi tay trái phải luôn nha anh em. Nè, chặt quá ngon luôn. ABS luôn nha. Chống đau ngực luôn. Mà con này giá thì nó rẻ kinh khủng. Còn có nông mà nè. Anh em chút nhanh thì còn ha. Đây, giá chỉ có 800k anh em. Đó, anh em về đến lục ha. Anh em đến lục bạc bãi sao bờ đồ đó. Lấy về anh em chơi nha. Máy quay một rất là một luôn. À, dùng quanh tôm. Đấy. Rồi, con này mã số là mã số 22 ha, 800k. Rồi, mã số 20, 23, 24 và 25 là giống nhau luôn. Đây, ba con y chang. Thì ba con này đâu có khác gì đâu. 30T hết nè. 30T, đây qua 30T nữa nè. Đó. Thì đây một con, lấy một con lên cho anh em coi thôi. Có nông mô bin chết nha. Mô bin chết là cái mô bin này không có xây được nha anh em. Nè. Phen ở dây bằng thao nè. Con này có cước dù luôn nè anh em. Nè, mô bin chết nha. Máy quay rất là nhẹ luôn. Nhẹ te luôn. Đổi tay trái phải. Đó. Đây. Thì ba mã ha. 20 23 24 25 mà giống nhau, anh em cứ chốt. Cứ chốt nha, bình thường. Đó. Cứ chốt 23 24 25 rồi có. Con đây. Con 23 này là nó bị mắc cái tem thôi ha. Mắc tem bình thường nha. Vậy cũng nhẹ. Đó. Nhà tay con nào cũng vậy thôi. Có nông mua bên chết nha, dòng này chạy vòng bạc rạng hết. Đó, bác Injaben thì giá đồng giá hết là 450k một con ha. Anh em nào có điều kiện thì mình lấy một hai con hoặc là ba con ha. Đó, giá là 450k một con hết. Ba con này có nông mua bên chết ha. Đó. Ok nha anh em. Rồi, chào anh em ha.